Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cài đặt biến tần. Thì trong cái video clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn một loại biến tần mới, đó là biến tần Bucker, một dòng biến tần DC. Thì cũng như các video khác, mình chỉ hướng dẫn cơ bản. Và cái con biến tần này á, của công ty mình sử dụng á, thì nó dùng cái lệnh chạy công tắc ngoài và nhận tốc độ từ cái ngõ vào analog input 0-10V. Thì mình sẽ hướng dẫn đấu nối cũng như cài đặt một số cái cơ bản. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần đấu nối thiết bị. Thì trên màn hình là cái bản vẽ sơ đồ đấu nối điều khiển và động lực của biến tần Bucker. Thì đầu tiên mình nói cái phần A cộng A trừ với anh em, thì cái phần A cộng A trừ chính là cái phần nguồn động ngõ ra động lực. Mình kéo ra ngoài motor chỉ có 2 dây thôi, cộng trừ. Thì tiếp theo mình nói đến một F cộng F trừ nha anh em. Thì F cộng F trừ chính là một cái từ. Thì cái này là cái ngõ ra của biến tần. Mình kéo ra ngoài F cộng F trừ của motor. Thì cái này thường có gọi là kích từ trong, là kích từ do trong biến tần điều khiển ra. Thì nó có cái mục FL1 với FL2 nữa, là mục đó là hai mục kích từ ngoài. Thì mình sẽ cấp một cái điện áp kích từ vô hai cái chân đó để điều khiển theo cái dòng điện kích từ mà mình mong muốn á. Thì cái phần đó mình chỉ xem tài liệu thôi, chứ trong chỗ mình làm mình không có dùng cái đó nên mình cũng không có thử nghiệm cái phần đó. Thì cái mục mà F cộng F trừ là cái chân D3, D4 trên biến tần anh em. Và mục FL1 và FL2 là chân D1, D2. Thì có một số cái động cơ DC mà người ta dùng 500 biến cũ thì sẽ không dùng cái từ. Mà nếu không dùng cái từ thì trong biến tần mình sẽ vào cái phần cài đặt control field, mình sẽ chọn disable. Tại vì nếu mà mình không chọn tắt cái đó thì khi mà mình chạy thì nó sẽ báo lỗi. Mục TH1 và TH2 là cái mục bảo vệ quá nhiệt của motor. Thì nếu mà motor của anh em nó có dây nhiệt kéo về thì mình đấu vô, còn nếu mà không có thì mình cầu tắt lại. Tiếp theo tới cái phần mục B5, B6, B7. Thì ở đây B5, B6, B7 ở đây là cái tín hiệu báo trạng thái của biến tần. Thì B5 là nó hiển thị, nó ghi là zero speed, là tốc độ về không. Thì khi tốc độ mà chạy, khi có lệnh chạy mà không có tốc độ thì nó sẽ xuất cái ngõ ra chỗ B5. Thì B6 là driver hierarchy, là cái biến tần đang hoạt động tốt. Rồi B7 là driver ready, là biến tần đã sẵn sàng. Thì mấy tín hiệu này mình có thể đấu vào relay, hoặc là mình cho cái vào cái ngõ vào của PLC để xuất tín hiệu lên màn hình, hoặc là theo cái nhu cầu mà mình còn sử dụng á, mình có thể dùng mấy cái này. Thì tiếp theo mình sẽ tiếp tục cái mục B4, A4, B3 và A6 nha anh em. Thì mình để mình đi vào từng cái mục luôn. Thì B4 là trừ 10V, A4 là cái điểm đặt tần số, B3 là 10V. Còn cái mục A6 thì mình sẽ hướng dẫn phía sau nha. Thì thường mình sẽ không dùng B4, mình dùng là A1. Tại vì cái mục A1 là 0V, mình đấu vô biến trở thì mình sẽ đấu là A1, A4 và B3 đó. Thì từ 0-10V thôi, chứ mình không xài từ 10, trừ âm 10-10V. Thì trong đó nó cũng có cái ký hiệu của biến trở, anh em nhìn vô là mình biết cách đấu à. Thì tiếp theo mình sẽ nói cái phần A6 nha anh em. Thì B3 với A6 mặc định là phải cầu tắt lại. Thì mình cũng không biết là tháo ra thì nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà xem trong tài liệu thì nó ghi là cái A6 đấu vua qua trong B3 thì để cài cái tần số, xin lỗi, cài cái bảo vệ quá dòng cho motor là từ 0-200%. Thì thường mình coi trong cái cài đặt bảo vệ